Hey hey, welcome everyone back to our lesson today. Chào các bạn nhé, chúng ta cùng quay trở lại bài học của chúng ta ngày hôm nay với động từ to be và động từ to have dùng để mô tả người về ngoại hình và tính cách nhé. Phần đầu tiên chúng ta nói với động từ to be thường sẽ mô tả về tính cách nhiều hơn. Ngoài ra còn một số trường hợp chúng ta dùng động từ to be để mô tả ngoại hình. Ok, các bạn cùng xem công thức dạng khẳng định của nó là chủ ngữ cộng to be cộng tính từ. To be thì có 3 dạng là am, is và are. Các bạn chú ý nhé. Trong đó thì am đi với ngôi I, ta đọc là I am. Are thì đi với ngôi we, you, they hoặc pronoun là danh từ số nhiều. Nhiều người thì chúng ta dùng are. Còn he, she, it hoặc số ít, danh từ số ít thì ta dùng is. Các bạn nhé. Ta cùng xem ví dụ nào. I am confident. Ta viết tắt là I'm confident. Tôi tự tin. They are clever. Ta viết tắt là they're clever. Họ thông minh. She is beautiful. Viết tắt là she's beautiful. Cô ấy xinh đẹp. Các bạn nhớ sự viết tắt này nha. Dạng phủ định thì chúng ta chỉ việc thêm not ngay sau động từ to be này. Và phía sau đó ta vẫn có tính từ. Ta cùng lặp lại một số câu. I am not confident. I'm not confident. Tớ không tự tin. They are not clever. They aren't clever. Họ không thông minh. She is not beautiful. She isn't beautiful. Cô ấy không xinh. Dạng nghi vấn thì các bạn sẽ đưa động từ to be lên trước chủ ngữ để tạo thành câu hỏi. Và đây là câu hỏi yes, no. Câu hỏi trả lời với yes và no nha. Phía sau đó sẽ có tính từ. Ta trả lời câu hỏi này bằng cách nói yes hoặc no với công thức là yes cộng chủ ngữ và to be hoặc no cộng chủ ngữ và to be not. Nhớ nhé. Nào, với ngôi I thì bạn sẽ hỏi am I. Với ngôi we, you, they hoặc danh từ số nhiều làm chủ ngữ thì ta sẽ hỏi are you, are we, are they. Và với ngôi he, she, it hoặc danh từ số ít ta sẽ hỏi is it, is he, is she, vân vân. Ta cùng xem ví dụ này. Am I confident? Tớ có tự tin không các bạn? Yes, you are. Ừ, bạn tự tin đấy. Are they clever? Họ có thông minh không? Yes, they are. Ừ, họ rất thông minh. Is she beautiful? Cô ấy có xinh không? No, she is not. Không, chả xinh tí nào cả. No, she isn't. Không xinh. Ta có một vài tính từ mô tả người phổ biến, các bạn đọc theo thầy nào. Active, năng động, hăng hái nha. Talkative, hoạt ngôn, nói nhiều, từ dân gian ta gọi là lắm mồm ấy. Slim, mảnh khảnh. Thin, là gầy. Boring, buồn tẻ. Generous, hào phóng. Well built, to lớn, khỏe mạnh. Pretty, pretty, xinh đẹp, âm y nha, pretty. Confident, tự tin. Hardworking, chăm chỉ. Good looking, ưa nhìn. Handsome, đẹp trai. Curious, tò mò. Shy, bẽn lẽn. Hay xấu hổ, nhút nhát cũng được. Từ này dịch là nhút nhát nhé. Attractive, hấp dẫn. Và ugly, là xấu. Ta cùng đặt ví dụ nào. He is attractive. I'm sorry. He is active. Anh ấy rất là hăng hái. She is talkative. Cái đứa đấy nói lắm mồm lắm. He is slim. Anh ấy trông mảnh khảnh. He is thin. Rất là gầy. He is boring. Ông ấy chán lắm. Chả có ai chơi. Chả ai chơi với ông ấy. Lúc nào cũng im im một mình. Generous là hào phóng. He is generous. Ông ấy rất là hào phóng. He is well built. Ông ấy rất là vạm vỡ, rất là to lớn, khỏe mạnh. She is pretty. Cô ấy rất là xinh đẹp. Pretty là tính từ dùng cho phụ nữ, con gái nhé. Còn con trai hoặc đàn ông ta dùng handsome là đẹp trai, chứ không ai nói đàn ông xinh đẹp nha. Ta nói handsome. He is handsome. My dad is handsome. Bố tớ rất đẹp trai. Confident. I am confident. Tớ rất tự tin. Hardworking. My mom is hardworking. Mẹ tớ rất là chăm chỉ. Good looking. Ưa nhìn. My sister is good looking.
curious, tò mò. My younger brother is very curious. Thằng em tôi rất là tò mò. Shy, xấu hổ, nhút nhát. He is shy. Attractive, hấp dẫn. She is so attractive. Cô ấy rất là hấp dẫn. Ugly, xấu. She is ugly. Con bé đấy xấu tệ luôn. Ta có động từ have để mô tả ngoại hình hoặc vẻ ngoài như thế nào? Công thức là chủ ngữ cộng với have hoặc là chủ ngữ cộng với has. Phía sau đó là một cụm danh từ cấu thành bởi mạo từ a hoặc an, chỉ số lượng một cái gì, và tính từ mô tả như thế nào đó, và cộng với body part là cơ thể người. Với ngôi nào thì ta dùng have, ngôi nào ta dùng has. Các bạn có thể nhìn ở đây, I, we, you, they hoặc danh từ số nhiều, thầy viết tắt là nouns nhé, thì cộng với have. Còn he, she, it hoặc danh từ số ít, thầy viết tắt là n, now, thì cộng với has. Câu này dịch là ai đó có ngoại hình này như thế nào, ai đó có vẻ ngoài gì nhá. I have long hair, tôi có tóc dài nè. The cat has green eyes, con mèo có đôi mắt xanh. Dạng phủ định thì chúng ta có chủ ngữ cộng với trợ động từ do hoặc does, cộng với not, cộng với have, cộng với cụm danh từ chỉ ngoại hình. Ở đây chúng ta không xuất hiện trợ động từ has nữa, bởi vì trong câu này đã xuất hiện trợ động từ là do hoặc does, mà trong thì hiện tại đơn khi đã xuất hiện trợ động từ là do hoặc does thì động từ verb, động từ have ở dạng nguyên thể là have, không chia theo chủ ngữ nữa. Vì vậy nên have không có dạng là have hoặc has như thế này nữa đâu. Nó chỉ tồn tại động từ have duy nhất ở đây, bởi vì đã có trợ động từ là do hoặc does xuất hiện trong câu nhé. Thì mỗi khi các bạn nhìn thấy trợ động từ do hoặc does xuất hiện trong câu thì chúng ta sẽ không chia động từ verb này nữa nhé. Ta cùng xem ví dụ như sau. Với ngôi nào thì ta sử dụng trợ động từ do và ngôi nào ta sử dụng trợ động từ does. I, we, you, they hoặc danh từ số nhiều thì ta cộng với do not, viết tắt là don't have. He, she, it hoặc danh từ số ít, một người thì ta cộng với trợ động từ does not và viết tắt là doesn't have. Ta xem ví dụ nào. I do not have long hair, tôi không có mái tóc dài. The cat doesn't have green eyes, con mèo không có đôi mắt xanh. Dạng nghi vấn thì chúng ta đưa trợ động từ do hoặc does lên trước chủ ngữ ở đây nhé, và phía sau đó ta có động từ have cộng với cụm danh từ chỉ cơ thể người có đặc điểm gì. Ở đây chúng ta có động từ have ở dạng nguyên thể không chia, không chia theo chủ ngữ nên không có động từ has tồn tại ở đây, bởi vì chúng ta đã có trợ động từ do hoặc does xuất hiện trong câu rồi. Mỗi khi xuất hiện trợ động từ do hoặc does thì các động từ verb như động từ have này luôn ở dạng nguyên thể là have, không chia cho chủ ngữ nào cả. Câu trả lời cho câu hỏi đơn thuần này, đây gọi là câu hỏi yes no question các bạn nhé. Ta sẽ trả lời với yes hoặc no. Theo ví dụ ở đây, chúng ta có do cộng với ngôi I, we, you, they hoặc danh từ số nhiều cộng với have, hoặc does cộng với she, he, it hoặc danh từ số ít cộng với have. Nhớ rằng have thì đứng nguyên như thế này, không chia theo các chủ ngữ này, bởi vì đã có trợ động từ là do hoặc does xuất hiện trong câu. Do you have long hair? Bạn có mái tóc dài phải không? Câu này bạn trả lời yes I do, có, tôi có, hoặc vâng đúng rồi. Does the cat have green eyes? Con mèo có đôi mắt xanh lá cây phải không? No, it does not. Viết tắt là no, it doesn't. No, it doesn't. Không, không phải đâu. Chúng ta được phép trả lời yes or no tùy theo quan điểm của bạn nhé, tùy theo ý bạn muốn nói là yes hay no. Câu hỏi WH question. Câu hỏi này là câu hỏi đặc biệt, các bạn sẽ phải trả lời bằng ý cụ thể chứ không được trả lời yes hay no như ở trên này. Ta cùng xem ví dụ với WH question. What color, màu gì? What sort of, kiểu gì? Cộng với body part, cộng với do hoặc does, tùy theo chủ ngữ là gì mà ta dùng do hoặc does cho hợp lý, cộng với động từ have ở dạng nguyên thể không chia ở cuối đây. Và trả lời cho câu này, các bạn sẽ giới thiệu với câu khẳng định như phía trên. Ta cùng xem ví dụ nào. What color eyes
Do you have? Bạn có đôi mắt màu gì? Câu trả lời là I have blue eyes. Tớ có mắt màu xanh dương. Ở đây bạn không được phép trả lời yes hoặc no nha. Bạn phải trả lời bằng một ý cụ thể. Người ta hỏi bạn có mắt màu gì thì bạn phải trả lời tớ có mắt màu gì đó nha. What sort of là loại gì, kiểu gì? What sort of hair does he have? Anh ấy có kiểu tóc gì? Và ta nói he has curly hair. Ở đây ta không được phép trả lời yes hoặc no. Ta phải trả lời anh ấy có mái tóc như thế nào. Curly hair là tóc xoăn các bạn nha. Anh ấy có tóc xoăn. Ta có một vài tính danh từ để mô tả cơ thể người, mô tả ngoại hình. Ngoại hình nha các bạn nha. Đọc theo thầy nào. Ta lấy ví dụ luôn. Anh ấy có khuôn mặt trái xoan. He has an oval face. Cô ấy có hàm răng đều. She has even teeth. Chúng ta dùng has nha. Chúng ta dùng câu khẳng định nha. She thì đi với gì ạ? Has, cô ấy có. Còn I thì đi với have. Các bạn nhớ nhá. She hoặc he thì đi với has. Nào, ta cùng trở lại một số ví dụ và đặt câu. Đầu đinh, anh ấy có đầu đinh. He has short spiky hair. Cô ấy có đôi môi mỏng. She has thin lips. Cô ấy có khuôn mặt tròn. She has a round face. Cô ấy có mái tóc xoăn. She has curly hair. Anh ấy có lông mày rậm. He has bushy eyebrows. Eyebrows là lông mày nha. Anh ấy có đôi tai nhỏ. He has small ears. Cô ấy có cái mũi to. She has a broad nose. A broad nose là cái mũi to. Nose là cái mũi nhá. Cô ấy có tóc bồng bềnh. She has wavy hair. Wavy là bồng bềnh các bạn ạ. Cô ấy có đôi chân dài. She has long legs. Anh ấy có đôi mắt nâu. He has brown eyes. Cô ấy có một cái mũi nhỏ nhắn. She has a narrow nose. Narrow là nhỏ và nose là cái mũi. Cô ấy có tóc thẳng. She has straight hair. Straight là thẳng nhá. She has straight hair. Cô ấy có đôi môi đầy đặn. She has full lips. Tớ có cái miệng nhỏ chúm chím. I have a small mouth. Mouth là cái miệng. Ok. Rồi, bài của chúng ta kết thúc ở đây. Các bạn về nhà thực hành đọc những danh từ hoặc tính từ mô tả cơ thể người, mô tả ngoại hình và tính cách nhá, và lấy ví dụ với động từ to be, is, are, am như thế này, hoặc là mô tả ai đó với động từ have hoặc has. Ok, bài chúng ta dừng lại ở đây nhá. Goodbye.